Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hiện nay thì cái hệ thống mạng 3G của nhà mạng, 4G của nhà mạng phát triển rất là mạnh. Thì cái tốc độ nó cũng tăng lên, tốc độ truy cập internet nó tăng lên rất đáng kể. Tuy nhiên ấy thì cái các cái điện thoại của Việt Nam thì chúng ta đang sử dụng đa số là sử dụng trong mạng 3G và 4G. Tuy nhiên là khi mà chạy 3G thì máy tương đối là nóng, 4G thì tốc độ cao hơn mà chỉ có cái đời máy cao thì mới dùng được. Thế còn các cái đời máy thấp hơn thì không chạy được 4G. Nếu mà chạy 3G thì máy lại tương đối nóng các bạn nhé. Và hiện tại thì các cái thiết bị phát wifi, internet wifi thì cũng đã sử dụng rất rộng rãi ở Việt Nam. Nhưng mà có một cái thực trạng là có rất nhiều những cái phần mềm có thể hack được cái mật khẩu wifi. Đấy, thì cái các cái đối tượng mà dùng wifi chùa là rất nhiều. Đấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một trong những cái giải pháp mà chống lại các cái bác mà thích dùng chùa wifi. Đấy, thế thì để chống lại wifi thì đây nha các bạn nha. Đấy, thì đầu tiên là chúng ta cần phải truy cập vào một cái trình duyệt internet. Đấy, mà chúng ta gõ cái địa chỉ vào cái thanh địa chỉ này các bạn nha. Đây, đấy, gõ 192.168.1.0.10 nhá. Cái này là cái địa chỉ truy cập vào cái con wifi nha các bạn. Đấy, gõ vào. Đấy, thì khi mà truy cập vào cái địa chỉ truy cập wifi thì sau đó chúng ta nhấn vào login để vào cái trang quản trị của cái wifi này nhé các bạn nhé. Đấy, sau khi mà vào được cái trang quản trị rồi thì chúng ta sẽ xem nhé. Đấy, các bạn thấy không? Nhà mình thì có một cái máy tính, hai cái điện thoại. Đấy, trong khi là các cái máy mà sử dụng cái mạng wifi hiện tại đấy, có gần này con wifi là đang truy cập qua cái đầu phát wifi nhà mình. Đấy, thì khi mà quá nhiều như vậy thì cái tốc độ sử dụng của máy nhà mình nó chậm. Đấy, thì có cái giải pháp nào để chúng ta xử lý cái vấn đề này để không cho người ta truy cập chùa nữa, mặc dù cái mật khẩu của chúng ta là nó đơn giản hay khó người ta đều có thể hack được hết. Đấy, thì đây nhá, refresh một cái này, vẫn có rất là nhiều người đang truy cập qua wifi của nhà mình đấy các bạn này. Đấy, thì một trong những cái giải pháp là chúng ta sẽ khóa lại. Thì đầu tiên nhá, thì tôi muốn nói với các bạn là các bạn cũng không nên là, nếu mà cái tốc độ wifi nó vẫn đáp ứng được thì chúng ta nên để cho người ta dùng, vì sự nó cũng chả ảnh hưởng gì cả, vì gói thường chúng ta dùng là gói cố định rồi. Tuy nhiên thì nếu mà tốc độ nó quá chậm mà chúng ta không thể dùng được thì chúng ta đành phải tạm biệt các bác dùng chùa để chúng ta dùng cho nó nâng cái tốc độ lên. Đấy, thì đầu tiên chúng ta vào đây là để kiểm tra xem có bao nhiêu những cái người mà đã active nhá. Thì cái đầu tiên đấy các bạn cần chú ý là cái tên này chính là các cái tên thiết bị mà đang kết nối đến, thì chúng ta cần phải ghi lại các cái địa chỉ MAC của các cái đấy, ghi lại các cái địa chỉ MAC bên này nhá. Đấy, ghi lại ra một cái tờ giấy thì cái nào của chúng ta, tức là máy của chúng ta đang dùng. Ví dụ tôi đang dùng cái này và một cái điện thoại đúng không ạ? Không, cái điện thoại hiện tại đang dùng thì chúng ta phải ghi lại, kết nối internet vào và ghi lại. Đấy, sau đó chúng ta sẽ vào cái phần whitelist này các bạn nhé. Đấy, vào whitelist này. Đấy, sau khi vào whitelist nhá. Đấy, đây là cái tên wifi của chúng ta này. Đấy, thì
đây là vào phần wireless nha, chúng ta sẽ vào cái phần advanced wireless này cho tôi này. Đấy, kích vào advanced wireless nha. Đấy, sau khi vào advanced wireless rồi đó, thì dưới này các bạn này, các bạn chú ý nhé, nó có một cái dòng ở dưới này. Đấy, cái dòng ACL setup này. Đấy, thì các bạn nhập cái địa chỉ MAC mà của chúng ta vào đây. Đấy, nhập cái địa chỉ MAC nhé. Chúng ta sẽ enable cái này bạn. Đấy. Và chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ MAC của các cái máy mà chúng ta muốn cho kết nối Internet vào đây. Cái máy mà chúng ta ghi lại, ví dụ như là tôi cho cái phần kết nối của các cái điện thoại của nhà hay là của máy tính chẳng hạn. Đấy, chúng ta nhập vào đây. Nhập các cái địa chỉ MAC nhé. Nhập theo đúng các cái chữ cái này này. Đấy, sau đó chúng ta nhấn vào chữ Apply. Apply. Đấy, nhấn vào Apply xong phát thì các bạn chờ một chút thì cái bây giờ các bạn nhấn vào đây thì nó sẽ không load được, bởi vì cái con router con thì nó đang khởi động lại. Đấy, sau khi mà khởi động lại xong ấy, thì chúng ta thấy không? Đấy, khi vào cái status nhá, đây các bạn vào active table này. Đấy, thì nó chỉ còn duy nhất một con máy đang kết nối tới cái hệ thống wifi. Đấy chính là cái con máy mà tôi đang có cái địa chỉ MAC ở đây, mà khi tôi đã add cái địa chỉ MAC vào đây rồi. Đấy các bạn nhớ nha, vào active client table thì chúng ta sẽ thấy được là nó chỉ còn duy nhất một con máy thôi. Đấy, cái con khác xung quanh là tịt hết các bạn nhé. Với cái cách này thì dù bạn có biết mật khẩu, dù các cái những cái người mà dùng wifi chủ ấy, có biết được mật khẩu wifi đi chăng nữa, hay là dùng phần mềm mà hack được cái wifi đấy, thì cũng không thể nào truy cập được vào cái wifi đấy. Các bạn thấy tôi reset 4-5 lần mà vẫn không có cái sự biến đổi nào cả. Có nghĩa là chỉ có duy nhất một cái máy mà tôi đã add cái địa chỉ MAC vào nó có thể chạy được đấy nhá. Thì các bạn có thể áp dụng cái cách này để giảm các cái bác dùng khoai chùa. Mà tôi thì tôi hay dùng, tức là khi mà tôi cần dùng thì tôi sẽ, khi mà tôi cần dùng ấy thì tôi sẽ cài đặt như vậy để cho mọi người khỏi dùng, để cái tốc độ nó cao. Còn khi mà tôi không dùng nữa, nghĩa là khi mà vì đây là cái gói cố định, khi mà tôi không dùng đến nữa, không cần cái truy cập Internet nữa, thì thông thường tôi lại mở. Bởi vì tôi thì đi làm suốt, nên là bình thường ban ngày ở nhà hay là những cái lúc mà tôi không cần dùng cái tốc độ quá cao thì tôi sẽ tắt nó đi. Tắt đi thì chúng ta lại vào advanced wireless, vào phần wireless này. Đấy, vào phần wireless này, xong vào advanced wireless này. Đấy, rồi sau đó chúng ta bỏ cái dấu tích enable wireless access control mode đi. Đấy, thì lại tất cả các lại vào bình thường, chúng ta apply lại. Đấy, thì nó load lại, thì khi lúc này chúng ta load thì nó sẽ không vào được. Đấy, đấy các bạn này. Đấy, và active nha. Đấy, và active nó không chạy được. Đoạn một là đây, nó đang khởi động lại. Đấy, nó đang báo lỗi này. Đấy, thấy chưa? Đấy, bây giờ nó lại vào được rồi. Đấy, thì sau một lúc nữa thì chắc lại có rất là nhiều người lại truy cập vào cái. Đấy, các bạn thấy không? Sau khi tôi bật lại cái refresh 2-3 lần nhé, là bắt đầu các cái máy lại kết nối đến rất là nhiều. Đấy nhé các bạn nhé. Thì đấy là một trong cái cách mà để chúng ta chống những cái phần mềm mà có thể dò được mật khẩu wifi, để mà chống lại các cái bác mà dùng wifi chùa. Đấy các bạn thấy không? Refresh mỗi một lần refresh lại là lại có thêm một người nữa truy cập vào. Đấy nhé, thì đấy là một trong những cái giải pháp mà tôi thấy là nó cũng rất là hay. Nay chia sẻ để cho các bạn có thể áp dụng. Như đây là con D-Link nhá. Còn con khác thì có thể là nó cũng tương tự thôi. Tuy nhiên là có thể nó sẽ sử dụng cái phương thức khác. Thì các bạn có thể đọc thêm cái tài liệu của cái bộ phát wifi đấy. Đấy, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đấy, nếu các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh nhá. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.